bây giờ hôm nay đi Woodland Seattle Zoo. Bây giờ đang khởi hành ở Capitol. Từ đây lên tới chỗ Woodland Seattle là 1 tiếng 15 phút. Không, 1 tiếng 15 phút là bây giờ mình tới đó là 11:51. Thì trên đó 9 rưỡi nó mở cửa, 4 giờ nó đóng cửa. Thường thường vào đấy khoảng 2 tiếng, 3 tiếng là nhiều lắm rồi. Rồi, bây giờ tới tới zoo rồi. Seattle Woodland Zoo. Giờ kiếm chỗ đậu xe, đậu xe rồi, bây giờ vừa kiếm chỗ trả tiền. Quá trời đông luôn, hôm nay cuối tuần trở lên rất là đông. Đây là Woodland Zoo, Seattle, Washington. Đây, có bảng giá của vé đây. Giờ mình đang xếp hàng mua vé này. Đây là bảng giá của vé. Người lớn thì 26 đồng 25. Con nít thì 16 đồng 25. Thì con nít thì từ 0 tuổi cho tới 12, từ 3 cho tới 12. Còn dưới 2 tháng, dưới 2 tuổi là free. Có nghĩa là dưới 3 tuổi là free. Còn 3 tuổi đổ lên cho tới 12 tuổi là 16 đồng 25. Còn người lớn thì 26 đồng 25. Con này đẹp rồi. Wow, con này đẹp chưa? Biết chim gì mà rất là đẹp, cái đuôi rất là dài luôn. Ở đây còn gì trong này ta? Hả? Hippo, where's hippo? Thấy không? Đây là hippo rồi. Ở trong này có con gì ta?
trong này có mấy con hươu, hươu cao cổ. Và cái chuồng không mà nó có thấy con nào đâu. I don't see any. Đó, nhìn chút xa này thì cháu thấy con hươu, hươu cao cổ này. Wow, hươu cao cổ, trời, cái cổ nó cao chưa? Wow. Đây là có sư tử. Rồi sư tử đang nằm này. Lấy đá rồi chọn nó coi đứng vậy không? What'd you do with Uncle Jeff? What'd you do with Uncle Jeff? It may be physical too. Oh, hey, hey, that, no. See, there's a lion right here. Bay Emily. Two of them. Có hai con lion luôn này. Đó, nên một con lion này. Wow, con này to thật đấy. That's a big lion. They're not that big. Oh, if they stand up, they're huge. They're not. Oh man, look at the ear. The ears are not. Emily, you try to throw a rock at him. Oh, cái này không phải lion, cái này là. Đây là cái da thật của nó luôn này, có thể đụng vào nó. Đó da thật của lion. What a classic cat. Pretty sure it's English. Ở trong này là heo rừng. Cái này đâu có gọi là thảo cầm viên được, đâu có thảo đâu. Cái này dễ lắm rồi. Rồi nhìn nó. Con này có đào, đẹp đó. Yeah, and Dennis, our male, doesn't seem to care. He's just over it. I feel like most of the time we see them resting. Ở đây muốn nghỉ ngơi, nếu mà đi hồi đói bụng á thì có chỗ cho mình ngồi nghỉ ngơi ăn uống nữa.
sunning himself. See, he's got his back legs. Ở đây có những con rùa này. Mấy con rùa này trời nắng nó thích ra ngoài này. Rùa to chưa? Đây con. Nhục đá nhỉ? Kia một con nữa. Turtle. Turtle is very slow. Get out. Đi được không ta? Can you walk, please? Walk. Cậu già chưa? Rùa là trông hơi già. Nhà chắc khoảng 5 tuổi, 10 tuổi. Thấy con kia mua nó không mua nữa. Did you eat it? Of course, for him, sir. Oh, yeah, baby. Oh, hey, buddy. Oh, đây có những con gì đây? Giống như con gấu lông ta. À, to chưa? Mình lần đầu tiên trong đời thấy con này, không biết con gì luôn. Chưa giờ thấy qua trên TV cũng không thấy luôn. Rồi. Nó có cái vòi giống như con voi này, cái đầu nó có cái vòi này. Đấy. Nó có cái vòi. Cũng không phải con tê giác luôn. Cũng không phải gấu lông luôn. Không biết là con gì luôn. Lần đầu tiên thấy luôn, không biết con gì luôn. The dog was moving. The boy's eyes. Never get any closer to him. Yeah. It's not that this is our norm. Well, we would stick to him. Cho nó ăn được con kìa. Wow, con kìa gần hơn nhỉ. Cho nó ăn được con kìa.
Look at him. Wow, cái con này to chưa? Đây là giống như con tê giác đấy. Đây là monkey này. He's staring at the other monkey. He's like, goodbye. Sorry, I called you lazy. Just why it's working. Wait, out. Wait, no. Oh. Okay. Yeah. I got a picture of it running away. I think it likes her fur. Oh yeah, you know what it fits? The gorillas. Yeah. Wow. Of course they can reach all the way to the top. These monkeys, before probably being here, probably climbed higher. Chan. It's a python. This is a scary one. This is a python, you know. Huh? Yeah. Yeah. Oh, wow. Where is his face, bro? Don't tap in the window. Can you see it? Articulated pythons. Oh, giờ này giống như con King Kong đúng rồi. Đánh lừa nhá. That's so horrible.
Oh, he got another one. Con này giống một con King Kong, to lắm, có nhiều người ấy, giống như mấy ông homeless ấy. Cam. Hai con bé hơn chút xíu. No, not these ones. I've heard that they've tried to keep dragon things out before, but I don't think it's as successful as like with the gorillas. Yeah. Gorilla. Look at that. Yeah, look at it. Really? See, it is climbing the rope. Can you see it? Oh, look at it. Look at it. It's climbing. Look at that. Oh, it broke his glasses now. So small baby turtle.
Rồi. Nhìn không thấy rõ. Bên đây nè, bên đây. Mấy con rơi treo lủng lẳng trên trần nhà này. Big tiger. It's not big. Big cat. It's not even big. Which one do you mean? Don't use this one. Use this one. We have the same stroller. Tiger giống như ngựa vằn đấy, to chưa? This is with the car seat attachment, and then we have the other attachments that are just like strollers. Then you can face them together. Yeah. Vô trong này nó nói là có chim cắn cụt trong này này. Vâng, xem có không nhá. Chim cắn cụt. Khó, to quá trời chim cắn cụt luôn này. Yes, exactly. It's swimming. They look like they're swimming. That's right. Yeah, they're just like buoyant. Yeah, swimming on the water. I'm here. On the other side, she's right here. She's right here. She's in front. Just imagining learning how to swim from a penguin. Yes, this is a little, it has a, it comes in different. Yes, you just have to put warm milk.
À, chim cắn cụt bơi lẹ chưa? Chim cắn cụt lần đầu tiên thấy ngoài đời thật luôn. Nó đi nó cười không? The chim one. Đây là chim chim ngỗng à? Giống như ngỗng ta. Con này giống con ngỗng à? Không biết là con gì luôn. Không phải là con két. Không phải. Đó. Flamingo, flamingo. Emily, there's deer. Deer? Yeah, there's sugar cookies. Flamingo. Là con gì ta? Flamingo là chim giống như ngỗng lửa à? Ngỗng lửa là ngỗng gì trời? Wow, đẹp chưa? Cái cánh của nó đỏ đẹp lắm. Những cái này mình chưa giờ thấy bây giờ luôn. There's a head and then there's another head. I think that one has four. So I told her to pick me up at like 9. Let's go. It's really looks like a little tiger.
little deer. Little stubby deer. Stubby deer. And I stubby chubby. It's not really cool. Đây có gấu bông đỏ, panda, red panda, nhưng mà không nhìn thấy mặt đó, nó đang nằm trên cây á, đó nó nằm lên này, đó, red panda, gấu bông, con này thì biết. Đây là có giống như con chó sói, wolf. It's in the little cave. It's a main wolf. Which is just wolf. Fruit. They like fruit, and it is. Oh, the soil is too small. Oh, fruit. Yeah, they eat small rodents, but they're pretty much omnivores. Wolf. Actually, I can't take any picture. I can't take it either, so I'm just looking. It's cute though. Oh, yeah. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Hello. Nó ngẩn cái đầu mà lên. Oh, you're so big. Rồi, tới chỗ này là bò. Bò cũng được vào sở thú. Một con bò đen, và bò này sạch sẽ chưa? B bò con à, con này con ngựa chứ không chưa. Đây có dê.